Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sửa Chữa Laptop 24 giờ. Khi bạn sở hữu cho mình một cái ổ cứng với dung lượng cực kỳ lớn mà các bạn cần chia nhỏ ra để phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau, hay đơn giản là các bạn cần chia nhỏ ra để hạn chế trường hợp mất mát dữ liệu mà không biết làm như thế nào, thì hôm nay Sửa Chữa Laptop 24 giờ sẽ hướng dẫn các bạn hai cách để chia ổ cứng cực kỳ hiệu quả. Cách 1 là sử dụng phần Dismantlement. Ngay ở trên Windows, bước 1 chúng ta sẽ click vào This PC và chọn chuột phải. Tiếp đến chọn Manager. Tiếp đến chúng ta sẽ chọn vào phần Dismantlement. Tại đây thì chúng ta sẽ quản lý được hầu hết các ổ cứng kết nối trên máy tính, kể cả là USB. Mình sẽ hướng dẫn các bạn chia trên ổ HDD, nhưng mà các bạn có thể sử dụng tương tự với các ổ SSD cũng như là USB luôn. Mình chọn vào ổ cứng cần chia này, chuột phải, chọn Sync Volume. Tại đây thì một bảng mới sẽ hiện ra với tương đối nhiều thông số, nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng được một cái thông số thôi. Ví dụ như ở cái total size đầu tiên này là 441.868 là cái dung lượng của ổ cứng mình đang chia. Ở dòng tiếp theo là size of available, tức là cái dung lượng còn trống ở trong cái ổ đấy. Tiếp đến là cái khung mà chúng ta sẽ điền vào là dung lượng chúng ta cần chia ra. Tại đây thì nó sẽ tính theo MB và mỗi một ghi sẽ tương ứng với 1024 MB. Chúng ta có thể sử dụng máy tính để chia cho chính xác, hoặc là các bạn có thể điền vào tương ứng thôi. Ví dụ như ở đây mình cần chia khoảng tầm 200 GB, chúng ta sẽ lấy 200 nhân 1024 bằng 204.800. Mình có thể điền vào đây là 204.800. Các bạn có thể thấy thì phần total size after 6 ở dưới này nó sẽ hiện lên, tức là cái ổ cũ của chúng ta nó sẽ còn là 237 GB, và ổ mới chúng ta chia ra sẽ là 200 GB. Mình nhấn vào Save. Các bạn có thể thấy là một phân vùng mới đã được tạo ra với 200 GB, nhưng mà ở đây thì nó sẽ hiện theo giải là màu đen, tức là phân vùng này chưa được định dạng. Trên đây thì chúng ta sẽ chưa hiện được phân vùng đấy, và ổ cũ của mình thì sẽ đã xuống là 231 GB rồi. Ở đây thì vẫn còn nguyên dữ liệu, không hề bị mất dữ liệu các bạn nhé. Tiếp đến thì mình sẽ chọn về phân vùng mà chúng ta vừa tạo ra, chọn chuột phải, New Symbol Volume, Next. Tiếp theo thì gần như là chúng ta sẽ chỉ cần Next thôi. Mình nhấn tiếp tục, Next. Tại đây thì chúng ta sẽ được lựa chọn cái chế độ format của cái phần phân vùng mình vừa tạo ra. Ví dụ như ở đây thì nó sẽ là NTFS, định dạng ổ cứng dính trên máy. Định dạng ổ cứng đính trên máy. Mình sẽ giữ nguyên tất cả các thông số này, tại vì nó đang đều ở mức mặc định nhất rồi. Chúng ta Next và nhấn Finish. Chờ nó formatting xong là đã tạo ra một phân vùng ổ cứng mới. Số 2 thì mình sẽ sử dụng với phần mềm tên là Minitool Partition Wizard. Phần mềm này thì mình có để link tải ở dưới file đính kèm nhé. Các bạn có thể tải về và cài lên một cách cực kỳ dễ dàng thôi. Đầu tiên thì chúng ta vẫn sẽ phải mở phần mềm Minitool lên. Ở tại phần mềm này thì chúng ta cũng sẽ có hai cách để chia ổ cứng. Cách đầu tiên là chúng ta sẽ trực tiếp chia cái ổ này thành hai phân vùng. Các bạn có thể chọn vào phân vùng này, chọn vào phần Split thì nó sẽ trực tiếp chia cho chúng ta làm hai ổ cứng luôn. Ví dụ như ở đây thì ổ E sẽ là 116 này, tạo ra một ổ mới tên là F và có dung lượng là 215 này. Mình cũng có thể tùy biến lại. Ở trên phần mềm này thì nó sẽ đơn giản hơn, các bạn có thể kéo này để tăng giảm dung lượng của các cái ổ mà mình cần chia, hoặc là điền trực tiếp vào đây. Ví dụ mình điền là 200 GB thì đây là phần ổ mình giữ lại 200 GB. Còn ở dòng tiếp theo này thì sẽ là phần ổ mới cần chia, thì hiện tại đây mình sẽ cần chia ổ mới là 200 GB, tương tự như cái phần trước, thì nó sẽ tạo ra một ổ F là 200 GB. Mình nhấn OK. Tại đây thì một ổ mới đã được tạo ra, nhưng mà các bạn còn hiện tại thì nó sẽ chưa chia đâu. Đây chúng ta vẫn sẽ thấy cái ổ E là 431 GB của mình. Tại đây thì chúng ta cần ấn chọn Apply để áp dụng tất cả những cái thiết lập mà chúng ta vừa làm. Mình nhấn Apply và chọn Yes. Các bạn chờ một lúc để nó backup dữ liệu sang ổ cũ. Và nhấn OK. Tại đây thì nó đã tạo ra một phân vùng ổ cứng mới với 200 GB với tên là Logcritic ổ F. Ổ E thì cũng vẫn sẽ giữ nguyên lại tất cả dữ liệu. Các bạn yên tâm là tất cả những cách mình hướng dẫn dưới đây thì đều có thể giữ lại dữ liệu ở ổ cũ. Một cách tiếp theo vẫn thực hiện trên cái phần mềm Minitool Partition Wizard, đó chính là các bạn sẽ tạo như là ở trên Windows, chúng ta sẽ tạo ra một cái phân vùng trống bằng cách là vào cái phần phân vùng mình cần chia, chọn Move and Resize. Mình sẽ kéo cái phần này về khoảng để nó trống ra khoảng tầm 200 GB.
nhưng mà mình sẽ đẩy hết về bên trái nhé các bạn nhé. Đẩy hết về bên trái nhé. Nếu mà các bạn đẩy sang bên phải thì nó sẽ tạo ra một phân vùng mới cạnh cái phần ổ D này. Mình sẽ đẩy hết về bên trái. Và chọn Free Space 200. Cách số 2 cũng thực hiện trên phần mềm Mini Tool WinRAR. Mình sẽ chọn vào phân vùng ổ cứng cần chia, chuột phải, chọn Move and Resize. Tại đây thì mình sẽ kéo để cho cái phần dung lượng chống của chúng ta lên tới khoảng 200GB. Mình chọn OK. Tại đây thì tương tự như ở cách 1 thì nó sẽ tạo ra một cái phần phân vùng ổ cứng dạng trắng, nó chưa tạo lên phân vùng mới, thì chúng ta cần chuột phải vào phần này và chọn Grid. Tại đây thì chúng ta sẽ thiết lập được tất cả những thông số ổ như là ở cách quản lý trực tiếp trên Bits Management. Cũng có định dạng ổ là NTFS này, Letterpad là ổ F này. Mình chọn OK. Tiếp theo mình nhấn Apply. OK, chọn Yes. Vậy là chúng ta đã tạo được một phân vùng với dung lượng là 200GB và phân vùng cũ vẫn còn nguyên tất cả các dữ liệu. Trên đây là hai cách để các bạn có thể chia ổ cứng SSD cũng như HDD một cách cực kỳ dễ dàng. Nếu cảm thấy video này hay và hữu ích thì hãy like và subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube của Sửa Chữa Laptop 24 giờ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.